Xin chào quý anh chị và các bạn, tôi là Quỳnh Thương, là một chuyên gia trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi tôm. Hiện tại Thương đang làm việc ở công ty trách nhiệm hữu hạn OBS thuộc chi nhánh Bình Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng. Thì hôm nay là một ngày rất là tuyệt vời, Thương có đến hỗ trợ farm của khách hàng mới là anh Thón ở Vĩnh Hải. Và hiện tại thì anh đang có 5 ao tôm. Thì anh cũng đang sử dụng thuốc ở kênh công ty OBS, là anh đang sử dụng hai sản phẩm, đó chính là Heba Herb là cây tạc gan và cái hơi cua. Thì mỗi ngày thì anh nói là một ngày 5 ao đó thì anh tạc mỗi ngày 1 ao, là có thể là từ 1 canh, nếu như mưa thì anh có thể là tạc 2 canh. Cũng xài rồi. Dạ. Và hiện tại thì anh đang có 5 ao tôm. Thì 5 ao này của anh thì cũng tầm là từ 68 ngày cho tới 70 mấy ngày là anh thả 1 ao là giống của Kim Sa, và một ao là giống của Bibo. Thì hai ao này là anh đã sang ra là thành 5 ao. Thì hiện tại ba ao kia, ba ao bên đây, khu vực bên đây là nó về được size là khoảng 44 con, và hai ao bên đây thì khoảng 60-61 con về nhỏ. Dạ. Dạ vâng, và đây là tôm của anh Thón, khi là cái ao này là được 61 con. Thì hiện tại thì anh sáng nay thì giờ mới trời mưa nên anh tạc một canh Heba Herb, và sau mưa thì anh có tạc thêm một canh nữa, và giờ tôm anh rất là khỏe sau cái cơn mưa đó. Dạ, thì quý anh chị và các bạn mà có muốn tư vấn hoặc là hỗ trợ gì có thể liên hệ cho Thương qua số điện thoại 084-299-4059, hoặc là liên hệ với những công ty OBS gần để được nhân viên tư vấn và hỗ trợ kỹ hơn. Thì cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi cái video của Thương. Thì OBS đồng hành cùng bà con, chúc bà con có một vụ nuôi thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.